Chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic. Chào chữ tín, sống trọn đam mê. Và em là Long Time. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ rất là đẹp đến từ thương hiệu Omega. Và ngay từ khi ra đời, cái bộ sưu tập Devil này đến từ Omega đã được xác định là cái bộ sưu tập mà mang đến nhiều cái sự thanh lịch cổ điển nhất của hãng. Và qua rất là nhiều năm rồi, tuy nhiên là cái thiết kế của Omega Devil Prestige này nó vẫn giữ được cốt giá trị cốt lõi thiết kế nguyên bản của nó, vẫn là những cái đường nét đầy tinh tế mê hoặc. Tuy nhiên là đã được cải tiến để nó phù hợp hơn với những cái squad hiện đại. Và hôm nay thì em đã có một chiếc rất là đẹp. Phải nói là chiếc này rất là đẹp và tinh tế anh em nhé. Và lần trước thì em đã về một chiếc tương tự như này rồi, và nó đã được bán rất là nhanh. Và nếu như anh em có quan tâm những chiếc như này, cụ thể là chiếc này, thì liên hệ ngay với em nhé. Bởi vì em tin chắc là đây là một cái thiết kế đã làm mê mẩn rất là nhiều những tín đồ của Omega đó, và được giới mộ điệu đánh giá rất là cao. Bản này của chúng ta thì nó vừa hiếm mà nó vừa đẹp nhất trong những cái dòng Omega Prestige, bởi vì nó sẽ có cái sự mê hoặc bởi bộ kim và cọc số nung xanh rất là đẹp mắt anh em nhé. Em đang có một chiếc qua sử dụng lướt, tình trạng rất là đẹp, đầy đủ. Chiếc này, bản này của chúng ta thì sẽ chỉ có về với travel box này, đồng hồ đẹp, zin từ dây khóa, máy móc em nhé. Đây, nếu như anh em là một người chơi đồng hồ lâu năm thì có thể thấy là cái thiết kế của Omega cùng với cả cái độ hoàn thiện chi tiết của họ làm phải nói là tuyệt vời. Và trong cái phân khúc giá này thì em nghĩ là Omega Prestige thì không có đối thủ. Thanh lịch số 2 thì em nghĩ là thanh lịch thứ 2 thì em nghĩ là không ai là chủ nhật với chiếc Omega Prestige này. Ok, bây giờ thì em sẽ rút đúng ra này. Lúc này chiếc này hacking stop cho hoạt động và chúng ta sẽ chỉnh được múi giờ đẹp để giới thiệu về dial của chiếc này cho anh em xem nhé. Dial phải nói là làm rất là kỹ, rất là đẹp. Anh em thấy không ạ? Những cái chi tiết trải xước ở trên mặt số này cùng với cả kim và cọc số đều được làm ở vật liệu rất là đỉnh cao. Đó chính là thép nung xanh anh em nhé. Để gia công những cái chi tiết này thì phải nói là nó đòi hỏi những cái kỹ nghệ rất là tuyệt vời đến từ một cái thương hiệu đồng hồ lâu năm, có truyền thống và được thừa hưởng những kỹ nghệ tuyệt vời thì mới gia công được những cái chi tiết đẹp như thế này. Tất cả kim cọc số ở đây đều được làm bằng thép nung xanh, và cái thép này thì họ sẽ phải nung thép cùng với cả đồng và một số phụ gia khác đến hơn 630 độ và sẽ gia công ở cái nhiệt độ đó luôn thì chúng ta mới có được cái chi tiết đẹp như này. Nếu mà nhìn trong màu bóng tối khi mà không có ánh sáng chiếu vào thì anh em có cảm giác đây là những cái kim cọc màu xanh, màu đen. Tuy nhiên là khi mà có ánh sáng đi qua thì cái màu xanh của nó được hắt lên phải nói là tuyệt vời, và cái độ hoàn thiện cũng rất là đỉnh với những cái chi tiết cực kỳ nhỏ như này thôi, nhưng mà Omega đã làm cho nó rất là tinh tế này, đẹp mắt, không có một chi tiết thừa nào, ba viên nào. Và với cái kỹ nghệ như này thì Omega xứng đáng được luôn luôn là trong top 2 cái thương hiệu bán chạy nhất trên thế giới trong nhiều năm gần đây. Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì Omega lúc nào cũng đứng thứ 2 trong những doanh thu đồng hồ Thụy Sĩ, chỉ sau Rolex thôi. Đó thì anh em có thể biết được là cái thị trường của Omega họ được ưa chuộng trên thị trường như thế nào. Không chỉ bởi thương hiệu mạnh này, bộ máy tốt, hoàn thiện chi tiết, mà nó mang trên trong mình cả một cái câu chuyện, nó cả một cái kỹ nghệ truyền thống của nó như một cái tác phẩm nghệ thuật vậy, chứ không đơn giản là một chiếc đồng hồ. Và nếu như anh em có cái thú chơi đồng hồ đeo trên cổ tay ấy, thì chúng ta cảm giác như là có thể cảm nhận được cái dòng thời gian đang chậm chậm trôi trên cái cổ tay của chúng ta vậy, rất là tuyệt vời. Và khi mà đeo trên một chiếc Omega Prestige này thì phải nói là hết sức là thanh lịch, hết sức là đỉnh cao và đẳng cấp. Chiếc này chúng ta sẽ có đường kính bề mặt là 39,5mm, phù hợp với đại đa số cổ tay của anh em, với độ mỏng rất là tuyệt vời. Chiếc này chỉ mỏng khoảng 9,2mm thôi, độ mới rất là đẹp anh em nhé, còn gần như là mới đó, một chiếc siêu lướt.
Tất nhiên là trên bề mặt thì sẽ là lớp kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa đẹp mắt này, ôm logo của Omega The View, đó bộ sưu tập Omega The View. Dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Corsa Axial Connector, và chiếc này chúng ta sẽ sử dụng cái bộ máy caliber 2500 đến từ Omega, được trang bị cái bộ thoát đệm Coaxial chứa danh, sẽ giúp cho đồng hồ lưu giữ cái trạng thái chạy ổn định được lâu dài, lên thời gian tối đa, và có thể là sử dụng cái đồng hồ của chúng ta phải đến 7-8 năm mới cần lau dầu bảo dưỡng, rất là tuyệt vời. Và thêm một cái chứng chỉ nữa rất là danh giá để Omega khẳng định với những người yêu mến và đặt niềm tin của họ là cái chứng chỉ Chronometer này. Chứng chỉ Chronometer này sẽ chứng nhận là chiếc bộ máy này của chúng ta sẽ chạy sai số rất là tốt, chỉ từ cộng 4 giây đến trừ 6 giây một ngày thôi. Tất cả các chi tiết thì được làm hoàn thiện, phải nói là điểm 10. Và cái điểm đáng tiếc nhất của chiếc này mà em nghĩ là thật sự là đáng tiếc, đó chính là cái phần phía sau này nó không lộ máy. Chúng ta không thể quan sát được cái bộ máy tuyệt vời đến từ Omega. Tuy nhiên là đó cũng là một cái điểm mà họ muốn duy trì và bảo tồn về cái thiết kế nguyên sơ, nguyên bản của họ, tôn trọng những cái thiết kế ban đầu. Bởi vì những cái thiết kế đầu tiên thì đã sử dụng những cái chiếc đáy kính này rồi, và chúng ta sẽ có cái vị thần thời gian từ Omega và đang cỡ trên cái quả địa cầu đó, mang cái tham vọng của Omega vươn đến toàn cầu. Đó, mã số serial number của máy. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ sử dụng 25 chân kính, hoạt động như tần số dao động là 28.800 VPH và tích cót tới đây lên 46 giờ anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo thử để anh em có thể cảm nhận ra cái vẻ tinh tế và tuyệt vời của cái chiếc Omega này khi mà đeo trên cổ tay. Cái dây alligator, cả số alligator của Omega phải nói là đeo rất là tuyệt anh em nhé. Trên tay cực kỳ mềm, cực kỳ sang trọng, và nếu như mà anh em thích những cái phong cách tinh tế, cổ điển, sang trọng như thế này đến từ Omega thì đây chắc chắn là một chiếc không thể bỏ qua. Đeo trên tay cực kỳ đẹp. Đó, một chiếc bằng thép thôi, tuy nhiên trên tay bắt sáng cực kỳ là tốt, với những cái đường anh em thấy không? Cái đường bezel này họ hoàn thiện rất là tinh tế và tinh xảo ở đây. Đó, rất là đẹp. Trên cổ tay của em 15,5 thì phải nói là tuyệt vời thanh lịch. Và nếu như cổ tay anh em to hơn, đeo sẽ còn ổn hơn nữa, khoảng 17, 18 trở lại. Anh em đeo chiếc này là rất là tuyệt vời anh em nhé. Độ mới cực kỳ cao. Dây zin nguyên bản này, dây cá sấu alligator của Omega thì phải nói là rất là đẹp. Đó, dây đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên là tình trạng độ mới còn rất là cao, đi cùng với cái khóa zin của Omega. Đó, chiếc này thì hãng đã bán mới mức giá rất là cao nhé anh em nhé, khoảng 95-96 triệu. Tuy nhiên là hàng mới bây giờ cũng rất là hiếm hàng, và cái tỷ lệ mà order ở nước ngoài về nó cũng khá là khó khăn với cái tình trạng hiện nay. Còn bây giờ thì em đang có một chiếc siêu lướt như này, cam kết hàng chính hãng 100%, có bảo hành 2 năm cùng hỗ trợ bảo hành trọn đời. Có thể cùng anh em đi đến bất cứ trung tâm kiểm định uy tín nào để kiểm định lại hàng chính hãng 100%, luôn có hoàn tiền gấp đôi giá trị nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng giả. Thì chiếc này em đang giao lưu anh em với mức giá là 48 triệu. Nếu anh em thích chiếc này, đừng chần chừ gì cả, hãy liên hệ ngay với em với số hotline là 0828 91522, hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Em sẽ rất là vui được đón tiếp anh em lên tay trực tiếp tại Seaworld thành phố Thái Nguyên, hoặc em có thể hỗ trợ ship cho anh em ở xa khi mà anh em chuyển khoản, hoặc là cọc cho em một số khoảng 20% giá trị của đồng hồ, thì em sẽ hỗ trợ ship đến tận nhà anh em kiểm tra thanh toán hàng nhé. Cảm ơn anh em đã xem video, nhớ bấm vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm nào bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.